Thưa quý vị, thời gian qua, mặc dù Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lực lượng quản lý nhà nước, tổ chức cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình trạng các bản quảng cáo sai quy định, chưa tháo dỡ, thu hồi vẫn xảy ra. Việc tăng cường quản lý quảng cáo ngoài trời, vì vậy cần được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn. Tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm triển khai quy hoạch bản quảng cáo ngoài trời phù hợp với địa phương, bao gồm tháo bỏ và điều chỉnh nhiều bản quảng cáo hiện có, thực hiện đúng theo chủ trương đầu tư xây dựng và đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên đến nay, hiện vẫn còn một số vướng mắc chồng chéo trong công tác phân cấp quản lý, khiến tình trạng các bản quảng cáo chưa tháo dỡ, thu hồi, các bản quảng cáo sai quy định vẫn tồn tại trong khu vực nội thị, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị. Có những cái hơi khó khăn, tức là bây giờ phải thu hồi, và xử lý, phải tháo bỏ những cái trụ cũ. Nhưng mà thời gian qua thì qua cái thời gian dài dịch thì các đơn vị dịch vụ quảng cáo nói chung họ gặp rất nhiều khó khăn, cho nên cái việc là thu hồi họ thì họ cũng có cái đề xuất việc là kéo dài một thời gian ngắn. Tất nhiên là chúng tôi cũng căn cứ cái tình hình đó, nhưng mà sẽ kiên quyết thực hiện theo cái đề án đã được phê duyệt. Tại buổi kiểm tra thực tế, các bản quảng cáo chưa tháo dỡ, thu hồi, các bản quảng cáo sai quy định tại khu vực trung tâm, các điểm nhấn kiến trúc của thành phố, của Hội đồng Nhân dân thành phố mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân yêu cầu các đơn vị địa phương cần triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo và quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Đồng thời cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quảng cáo. Qua thực trạng giám sát thì thấy nhiều các bản quảng cáo còn nhếch nhác về cảnh quan của đô thị của thành phố Đà Nẵng. Chính vì vậy, qua việc giám sát này, Ban Văn hóa Xã hội đề nghị nên phân cấp về cho quận huyện để quản lý được tốt hơn. Thời gian tới, các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức, tính tự giác chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị.